cặp đôi vào tầng phòng trọ giàn cảnh để cướp tài sản của một người đàn ông ở Cà Mau. Tránh xe máy, xe tải hất tung cổng chào thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ phát trong bản tin nóng 24 giờ hôm nay trên đài phát thanh truyền hình Long An. Minh Phương cùng Khôi Nguyên rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình hôm nay. Ngoài những tin chính vừa rồi, bản tin cũng sẽ có những thông tin nóng đáng quan tâm ở các địa phương thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và trên cả nước nói chung. Trong phần cuối chương trình, những lưu ý về việc dừng xe xin đường đúng cách sẽ giúp quý vị tránh được các tình huống có nguy cơ xảy ra tai nạn trong tương lai. Trước hết, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mà quý khán giả gửi về đường dây nóng của chương trình. Thưa quý vị, trong bản tin ngày hôm qua, chúng tôi có thông tin đến quý vị một cơn mưa lớn bắt đầu vào giờ tan tầm đã khiến một số con đường ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bị ngập nước. Trong đó, đường Phạm Văn Đồng ngập rất nặng, đoạn ngập nằm tại khu vực phường Linh Đông kéo dài khoảng vài trăm mét, nhưng đã khiến tình hình giao thông tại đây gần như tê liệt trong khoảng thời gian dài. Và thưa quý vị, hôm nay một vị khán giả của chương trình đã gửi đoạn clip nước ngập sâu như sông qua khu vực này, khiến hàng ngàn phương tiện bị chôn chân trong thời gian dài. Nhiều người cố tìm mọi cách vượt qua dòng nước, trong đó có một người đàn ông cho xe leo lên con nương để tránh xe bị vào nước, khá nguy hiểm cho chủ nhân. Tiếp theo đây là những hình ảnh của một khán giả sống tại Long An gửi về cho chương trình. Và như quý vị đang nhìn thấy chính là tình trạng kẹt xe trước cổng đường vào khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Được biết thì tình trạng này diễn ra mỗi ngày vào giờ cao điểm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ sáng, khiến các công nhân đi làm vô cùng ngao ngán. Và theo người dân chia sẻ với chúng tôi thì một trong những nguyên nhân để xảy ra tình trạng kẹt xe này chính là việc một số người buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường. Rất mong là ngành chức năng sẽ sớm vào cuộc để xử lý tình trạng vi phạm này. Một lần nữa, thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn sự quan tâm đồng hành của quý khán giả đã góp phần cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất, những sự việc đang tồn đọng tại địa phương. Minh Phương xin được nhắc lại một lần nữa, quý vị có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc là qua hệ thống Zalo qua số là 0971225053 quý vị nha. Thưa quý vị, rạng sáng nay, một vụ tai nạn giao thông khá hy hữu đã xảy ra trên đường ấp Bắc thuộc địa bàn phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trong lúc tránh chiếc xe máy, không may tài xế xe tải tông vào cổng chào thành phố Mỹ Tho, khiến cổng chào bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương. Phóng viên của chương trình thường trú tại địa phương đã kịp thời ghi nhận vụ việc. Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ 10 phút ngày 19 tháng 7, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 71C02394 do tài xế Nguyễn Hoàng Hưng, 45 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng đi vòng xoay ngã ba Trung Lương vào đường ấp Bắc quốc lộ 60. Khi xe vừa qua vòng xoay Trung Lương thuộc địa bàn ấp 1, phường 10, thành phố Mỹ Tho thì phía trước có một xe máy bất ngờ tạt ngang đầu xe tải nên tài xế đánh lái để né tránh. Tiếp đó, chiếc xe lao vào hất tung trụ giữa của cổng chào thành phố Mỹ Tho, khiến cổng chào này bị nghiêng ngã hư hỏng, còn phần cabin chiếc xe tải ép chặt vào cổng nên bị biến dạng. Tài xế ngay sau đó được người dân đưa ra khỏi xe và đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương ở chân. Còn chiếc xe máy rời khỏi hiện trường ngay sau vụ tai nạn. Nhận được tin báo, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố Mỹ Tho cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Cũng liên quan đến tai nạn giao thông, 6 giờ sáng nay, thưa quý vị, tại vòng xoay Đức Mỹ thuộc xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hết sức nghiêm trọng và thương tâm. Theo đó thì xe ô tô tải và xe bồn chở nhiên liệu đã xảy ra va chạm với nhau, cả hai xe bốc cháy dữ dội khiến tài xế xe tải và con trai 6 tuổi tử vong. Hai nạn nhân tử vong gồm tài xế xe tải tên Nguyễn Duy Thanh, 31 tuổi và con trai Nguyễn Duy Phong, 6 tuổi. Thời gian trên, xe tải chở cát biển số thành phố Hồ Chí Minh do anh Thanh điều khiển lưu thông trên quốc lộ 56 đến vòng xoay Đức Mỹ, ô tô này va chạm với xe bồn chở nhiên liệu khiến cả hai phương tiện bốc cháy dữ dội. Người dân không thể tiếp cận do lửa lan nhanh, tài xế xe tải và con trai không kịp thoát ra khỏi cabin nên tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an Bà Rịa Vũng Tàu điều động hàng chục chiến sĩ và xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa. Đến 8 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân sự cố. Chắc hẳn quý vị cũng không còn xa lạ với loại hình tội phạm đang ngày càng manh nha xuất hiện nhiều, với thủ đoạn giàn cảnh những vụ giả đánh ghen để áp đảo nạn nhân rồi chờ sơ hở thì cướp tài sản tẩu thoát. Không dùng dao, hung khí hay dùng vũ lực để trấn áp nạn nhân, các đối tượng chuyên giàn cảnh để trộm cướp ngày càng tỏ ra thủ đoạn hơn trong các phi vụ. Điển hình mới đây nhất là một cặp đôi đã vào tận phòng trọ giàn cảnh để cướp tài sản của một người đàn ông ở Cà Mau. Cụ thể như thế nào, mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau đây.
Ngày 18 tháng 7, một người đàn ông tên T, sinh năm 1968, cư ngụ xã Thới Bình, huyện Thới Bình, đến trình báo với công an thành phố Cà Mau về việc anh ta bị một đôi nam nữ cướp đi một cái cặp bên trong có 2 triệu 700 ngàn đồng, cùng một số giấy tờ khác, tại nhà trọ Hồng Mai thuộc địa bàn xã An Xuyên, thành phố Cà Mau. Từ những lời khai, đội cảnh sát hình sự nhanh chóng bắt tay vào cuộc, qua đó đã xác định được Nguyễn Trúc Linh, sinh năm 1983, cư ngụ khóm 7, phường 8 và Lê Thanh Toàn, sinh năm 1987, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân là đối tượng có liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận vào sáng ngày 17 tháng 7, anh Tê và Linh có thỏa thuận mua bán dâm tại nhà trọ. Sau khi vào phòng trọ thì Linh đã điện cho Toàn biết. Không lâu sau, Toàn giả vờ xông vào phòng để đánh ghen. Cả hai liền cướp lấy cái cặp của anh Tê và bỏ chạy. Thưa quý vị, xưa nay các vụ việc mâu thuẫn không thỏa thuận được bằng cả lý lẫn tình. Có không ít người chọn cách nhờ tới giang hồ đứng ra dàn xếp. Nhưng phải đến 99% các vụ khi có tay giang hồ nhúng vào đều thất bại. Thậm chí người nhờ vả còn phải dính vào vòng lao lý. Đúng vậy đó Khởi Nguyên, và đơn cử như là mới đây thì tại Đồng Nai, để chiếm đoạt diện tích đất đang tranh chấp, hai đối tượng đã gọi điện nhờ người huy động hàng chục giang hồ đến chặt cây đe dọa chủ đất. Và tất nhiên với việc làm sai trái này thì cả hai đã bị bắt giữ. Cụ thể, để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất đai với chị Thân Thị Mỹ Phụng, ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Nguyễn Đình Ngọc, 38 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã liên lạc với Nguyễn Văn Phương, 29 tuổi, thành phố Biên Hòa, huy động gần 20 đối tượng xăm trổ đi trên 3 xe ô tô đến khu đất đang tranh chấp để gây sức ép. Tại đây, các đối tượng đã chặt phá cây tràm do gia đình chị Phụng trồng trước đó mang đi đốt. Trước tình hình phức tạp trên, công an huyện Trảng Bom đã phải huy động hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường thì Nguyễn Minh Đức, cán bộ đang công tác tại hội đồng bồi thường huyện Trảng Bom đến có lời nói, hành vi cản trở. Đức có mối quan hệ quen biết với Ngọc đã nhiều lần đến thửa đất trên. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ tang vật, trong đó có một can xăng, 2 dao rửa. Đây là phương tiện mà đối tượng sử dụng dùng để chặt đốt cây tràm. Qua xác minh, trong 19 đối tượng có 10 đối tượng có các tiền án về các tội cố ý gây thương tích, giết người, cướp tài sản, trong đó 6 đối tượng dương tính với chất ma túy. Theo cơ quan điều tra, trong nhóm trên có nhiều đối tượng giang hồ cộm cán tại thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, từng được công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Hiện nay tại một số địa phương ở các tỉnh miền Tây, người dân đã linh hoạt trồng sen cây bạc hà ngay trong vườn cây ăn trái có giá trị kinh tế cao như cam, quýt, chanh không hạt, mang lại thu nhập khá cao. Ngay bây giờ, mời quý vị và con cùng tìm hiểu về mô hình này nha. Đây là 5 công vườn trồng cam để tăng thu nhập cho gia đình. Và gia đình đã trồng thêm cây bạc hà với diện tích khoảng 500m² của hộ ông Đinh Văn Đông ở huyện Phùng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đúng ra bạc hà là cái hiệu quả kinh tế nó tuy nó vậy chứ kinh tế cao ngay bây giờ là lấy cần như lấy là từ 4,5 ngàn đó. Tính ra là ngon hơn cam mật này thiệt á. Tức là cam thì một năm mình thu hoạch có một vụ, còn bạc hà thì cứ nửa tháng mình cắt một lần. Hiện nay thương lái thu mua bạc hà ở mức 4.000 đến 5.000 đồng kg tùy chất lượng. Bình quân mỗi tháng trừ hết chi phí cũng cho thu nhập hơn 3 triệu đồng, phụ giúp trang trải kinh tế gia đình và có thêm chi phí đầu tư cho vườn cây ăn trái. Mở đầu chương mục camera nóng ngày hôm nay sẽ là một tình huống hết sức đau lòng vừa xảy ra tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Một cặp vợ chồng đã đổ mồ hôi công sức ra vun trồng những giò lan. Thế nhưng chỉ sau một đêm mưa gió, mọi thứ đã không cánh mà bay. Chuyện gì đã xảy ra? Mời quý vị theo dõi đoạn camera ngay sau đây. Vụ việc xảy ra vào ngày 16 tháng 7 vừa qua. Lợi dụng thời điểm sáng sớm, ngoài trời có mưa lớn, những tên trộm đã lên kế hoạch đột kích vào nhà dân. Để thuận lợi hơn cho phi vụ của mình, bọn chúng mang theo kìm, dùng cắt lưới rào B40, sau đó vào vườn lan nhổ trộm các cây lan trong giỏ. Những hình ảnh được ghi lại cho thấy, các giỏ lan chỉ còn lại trơ trọi chậu và đất, còn những cây lan giá trị đã không cánh mà bay. Sự việc này đang bị lên án gay gắt, bởi trước đó vào hồi đầu tháng 7 vừa qua, một gia đình ở huyện Tân Sơn, Phú Thọ cũng đã phải chịu cảnh tay trắng sau một đêm ngủ dậy. Tổng giá trị thiệt hại ước tính lên đến 2 tỷ đồng. Thời gian qua, camera nóng đã liên tục đưa tin cảnh báo đến quý phụ huynh cần cẩn trọng khi để trẻ nhỏ chơi một mình, đặc biệt là những nơi có đông xe cộ qua lại. Điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Nhưng trên thực tế, cảnh báo là một chuyện, những tình huống đáng sợ liên quan đến trẻ nhỏ vẫn xảy ra. Vụ việc sau đây là một minh chứng khi tử thần ngủ quên. Hình ảnh từ camera hành trình của ô tô ghi lại cho thấy đường phố đang yên ắng. Bất ngờ, một bé gái từ trong nhà lao nhanh ra đường. Cùng lúc này, một chiếc xe ô tô chạy đến không tránh kịp nên đã xảy ra va chạm. Hậu quả, bé gái bị ngã xuống đường. Rất may trong tình huống này em chỉ bị thương nhẹ, không đe dọa đến tính mạng.
nhiều người xem clip cũng trách móc chiếc xe có camera hành trình vì đậu xe không đúng vị trí, dẫn đến cả em bé và chiếc xe đi từ sau bị khuất tầm nhìn. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lưu thông, việc dừng xe xin đường luôn là những tình huống nguy hiểm đòi hỏi người tham gia giao thông phải chú ý quan sát. Thậm chí dù cho chúng ta có tập trung cao độ, đôi khi vẫn không thể tránh khỏi những tình huống bất ngờ ập đến, phải không Minh Phương? Đúng như vậy. Và thưa quý vị, vừa chiều nay thì khi đến trường quay, Minh Phương cũng gặp phải một tình huống nguy hiểm do xe đi trước thắng gấp. Rất may là Minh Phương chạy với tốc độ chậm nên không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên, rất nhiều những tình huống khó ngờ khác đã xảy ra và chúng ta nên xử lý thế nào để đảm bảo an toàn. Minh Phương xin mời quý vị cùng đến với phóng sự sau đây. Chỉ cần lưu thông trên bất kể tuyến đường nào ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta không khó để có thể bắt gặp những hình ảnh như thế này. Nghiêm trọng thay, việc vi phạm trật tự an toàn giao thông xảy ra ở mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Điển hình là đây, đường một chiều nhưng những người này thản nhiên đi ngược chiều như không có ai, đã vậy còn lấn cả lên vỉa hè. Còn đây, không thể nào phân biệt được đâu là lòng đường và đâu là lề đường, vì lòng đường, vỉa hè đâu cũng thành lối đi hết rồi. Bất cứ nơi nào có chỗ trống lại có xe lấp vào. Thậm chí khi xảy ra va quẹt, mặc kệ sai hay đúng, người điều khiển phương tiện giao thông sẵn sàng dùng nắm đấm để nói chuyện với nhau như thế này đây. Có lẽ với nhiều người dân, những hình ảnh thiếu văn hóa giao thông và có phần vi phạm pháp luật như thế này đã là chuyện thường ở huyện. Nhiều người họ vẫn chạy xe mà họ vẫn lạng lách và họ đánh bóng rất là nhiều. Nhiều khi họ quẹo phải hoặc là họ quẹo trái thì họ không xi nhan mà họ quẹo luôn. Mình thấy nhất đó là mệt và những giờ cao điểm đó là mọi người ai cũng mạnh ai nấy đi cho nên là nó rất là lộn xộn. Theo thống kê trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2019 vừa qua đã có hơn 300 vụ tai nạn giao thông, hơn 300 người chết, 70 người bị thương, mà nguyên nhân phần lớn bắt nguồn từ việc ý thức tham gia giao thông kém, thiếu quan sát và chạy quá tốc độ. Qua số liệu trên lại một lần nữa khẳng định việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông thực sự ở mức báo động mà ai cũng phải lắc đầu ngao ngán. Không ít người vẫn cho rằng hành động lạng lách vượt đèn đỏ không cần xi nhan khi qua đường là chuyện nhỏ, hàng ngày họ vẫn lưu thông một cách an toàn. Thế nhưng không ai có thể lường trước được rằng chuyện gì có thể xảy ra, chỉ đến khi gặp tai nạn mới thấu hiểu, sai một ly, đi một dặm. Một chuyện nhỏ thôi cũng có thể dẫn đến tai họa rất lớn. Hoặc là một số người là rất là họ như vậy trong một khoảng thời gian dài rồi, thì họ quá quen rồi. Nhiều khi là không phải là vì nhanh đâu, mà họ quá quen với cái thói quen đó rồi, nên là họ thường xuyên làm như vậy. Thì khi mà mình lên đây thì mình nhìn thấy nhiều người họ chạy xe, họ leo lề hoặc là họ lạng lách, thì tự nhiên bắt đầu dần dần mình cũng làm theo họ luôn. Có nghĩa là về giáo dục từ nhà trường, gia đình và xã hội nó chưa được tốt. Mấu chốt vấn đề là ý thức, văn hóa giao thông cần phải được thay đổi. Đó là việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, đồng thời phải có thái độ ứng xử phù hợp khi đi đường. Nếu làm được điều này, tai nạn giao thông sẽ kéo lùi, chứ không còn là nỗi ám ảnh khi ra đường như hiện nay. Mình phải thay đổi từng ngày, từ từ, mỗi ngày một ít. Khi mà nó đã thấm dần vào tư tưởng của mọi người rồi đấy, thành một thói quen của mọi người rồi, thì nó sẽ dễ dàng hơn, chứ không phải ngày một, ngày hai là có thể thay đổi được. Vượt đèn đỏ, lạng lách, lấn làn và tai nạn giao thông. Những hình ảnh rùng rợn mỗi ngày trên đường phố để lại bao nỗi thương tâm như thế này cũng chỉ vì một hành động thiếu ý thức. Sự an toàn trên mỗi tuyến đường chỉ phụ thuộc vào ý thức của mỗi người khi tham gia giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Điều gì đang xảy ra hôm nay của chúng tôi sẽ dành thời gian để bàn luận về câu chuyện ý thức văn hóa tham gia giao thông. Như chúng ta đã biết và thấy, có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ vì ý thức của người đi đường như là phóng nhanh vượt ẩu, chen lấn vượt đèn đỏ, vân vân. Chính từ thói quen tùy tiện, một yếu tố khác nữa đó là sự thiếu tôn trọng người khác khi tham gia giao thông, phải không Khơ Nguyên? Và Minh Phương thiết nghĩ là chỉ cần chúng ta tự thay đổi thì tai nạn giao thông sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Mời quý vị cùng đến với ghi nhận thực tế sau đây. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn rằng các bạn cũng đã từng một lần rơi vào tình huống giống như tôi lúc nãy. Rất may là trên đường không có quá nhiều xe và tôi cũng đang rất tập trung. Tuy nhiên thì không phải ai cũng may mắn như vậy và rất là nhiều trường hợp đã để lại hậu quả đáng tiếc. Đoạn clip này vừa xuất hiện đã gây nhiều bức xúc cho cánh tài xế. Trong clip, cô gái đang điều khiển phương tiện trên đường bất ngờ dừng lại để nghe điện thoại khiến ô tô phía sau phanh gấp. Kết quả một chiếc xe khác đụng mạnh vào đuôi xe ô tô.
có thể dễ dàng nhận thấy mức độ nguy hiểm và bất cứ ai cũng phải ý thức được việc dừng xe đột ngột sẽ trở thành chướng ngại vật cho người phía sau. Nếu không xử lý kịp thời, rất dễ gây tai nạn. Thế nhưng, trường hợp này vẫn thường xuyên xảy ra. Thấy cảnh đẹp, dừng lại chụp hình là cái thứ nhất. Thứ hai là tự nhiên đang đi, người ta kiểu thích thì dừng lại, hay là gặp những cún hay là thú cưng chạy ngang qua giường, bất chấp quá người ta mới dừng. Mình đã từng bị một lần và mình tông hẳn vào cái đuôi xe người ta luôn. Và mình nói trời ơi sao mà anh đi đứng cái kiểu gì kỳ vậy. Người ta nghe máy, người ta không bật nhanh, người ta tấp vào hẳn luôn. Như mình chạy phía sau mình đâu có ứng xử kịp, mình phải thắng gấp. Như vậy thì nó nguy hiểm ra sao? Nguy hiểm mình có thể đụng trúng người ta. Thôi mình lật tay lái, mình thắng nhanh quá. Những vụ tai nạn kinh hoàng gây thương vong nghiêm trọng về người và tài sản, gia tăng chi phí xã hội, hàng năm xảy ra không ít, mà căn cơ bắt nguồn từ việc dừng xe đột ngột. Ngày 12 tháng 4, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 chiếc xe ô tô trong hầm Hải Vân khiến 3 người bị thương chỉ vì một xe dừng đột ngột. Trước đó vào tháng 3, cũng ghi nhận một vụ việc người phụ nữ bị tông ngất xỉu do dừng xe đột ngột. Trong tháng 1 cũng xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nam thanh niên chở người thân dừng xe ngay giữa đường cao tốc để nhặt chìa khóa đánh rơi, khiến chiếc xe ô tô phía sau không kịp phản ứng, đâm vào đuôi. Hậu quả khiến người thân của nam thanh niên đi xe máy ngã xuống đường, bị gãy xương chân. Trong cuộc sống ta gặp rất là nhiều, đa phần là do cái ý thức của người tham gia giao thông khi họ đi lưu thông đường còn kém. Thành ra khi mà họ xử lý trường hợp mà buộc phải dừng đột ngột thì họ không có ý thức được sự nguy hiểm như vậy. Và họ dừng theo cái cảm tình chủ quan của họ, không nghĩ rằng sẽ gây nguy hiểm cho chính họ và cho người đi phía sau của họ. Dừng xe để nghe điện thoại, đánh rơi đồ nên phanh gấp, thú cưng bất ngờ nhảy khỏi xe. Đây là những lý do phổ biến dẫn đến việc dừng xe đột ngột, bất chấp an toàn giao thông. Thậm chí trên mạng còn tổng hợp hàng loạt clip chết oan do dừng xe đột ngột với các tình huống nguy hiểm như dừng trước đầu xe container, dừng trước xe ô tô, xe tải, dừng bất ngờ khiến xe máy không kịp phanh. Vậy nếu dừng xe đột ngột gây tai nạn thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Trong trường hợp tham gia giao thông trên đường mà nếu người đang đi phía trước mà dừng xe đột ngột mà gây tai nạn, gây nguy hiểm cho người phía sau thì phải chịu trách nhiệm về pháp luật, có thể là xử phạt hành chính, hoặc là nếu mà cái hậu quả gây ra nặng nề thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thì trong trường hợp người tham gia giao thông mà dừng xe đột ngột, nếu đối với xe máy thì bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng. Nếu xe ô tô thì bị xử phạt từ 100.000 đồng đến 6 triệu đồng. Trong hợp nếu làm chết một người thì có thể bị xử phạt tù đến 5 năm. Nếu làm chết hai người thì bị xử phạt tù đến 10 năm. Và nếu làm chết từ 3 người trở lên thì có thể bị xử phạt tù đến 15 năm. Khi tham gia giao thông, bất cứ ai cũng có nhiệm vụ chấp hành luật giao thông, đặc biệt chú ý quan sát, đề cao an toàn khi điều khiển phương tiện. Không nên vì một lý do chủ quan hay khách quan nào đó mà có những hành vi vi phạm. Nếu bị rơi đồ hoặc có việc cần dừng xe, không nên nóng vội làm theo phản xạ mà phải xử lý sao cho hợp lý, tránh gây hậu quả nghiêm trọng không đáng có. Đang lưu thông trên đường mà lỡ phải làm rơi vật gì đó, hoặc là muốn quành quẹo xe, hoặc là muốn rẽ ngang, thì chúng ta phải giảm tốc độ, đồng thời vẫn tiếp tục lưu thông, chống được dừng đột ngột. Và sau đó chúng ta xin nhận sinh nha, chúng ta tấp vào bên phải chiều lực giao thông của mình, để sau đó mới dừng xe hẳn rồi mới nhặt đồ vật bị đánh rơi, hoặc là có thể làm những cái vấn đề mà mình buộc phải dừng xe, nhưng mà phải tôn trọng pháp luật là chỉ được dừng ở nơi mà pháp luật cho phép được dừng xe. Bất cứ ai có bằng lái cũng đều trải qua kỳ sát hạch kiểm tra tinh thần lẫn kỹ năng, vì thế không có lý do gì để hành xử một cách thiếu suy nghĩ. Đừng để chết oan hay giết người không dao chỉ vì sự bất cẩn của bản thân. Đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người. Từ những hậu quả trước mắt, mỗi người nên tự rút kinh nghiệm cho bản thân cũng như bình tĩnh xử lý trước mọi tình huống. Tin chắc rằng những điều đơn giản này cũng có thể giúp hạn chế rất nhiều tai nạn giao thông. Hoàng Oanh, phóng viên của Nóng 24 giờ. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị sẽ tránh được những rắc rối khi tham gia giao thông. Và đến đây thì thời lượng của bản tin Nóng 24 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Long An cũng đã hết. Khâu Nguyên và Minh Phương cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị những ngày nghỉ cuối tuần nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.